Nhà có hai anh trai đáng ghét kiểu. Trường của cháu đây là trường mầm non. Đây là C, em bé chất C, C, em bé chất. Chơi đồ chơi xong em sẽ cất, gọn gàng em sẽ cất. Đây là C, em bé chất C, C, em bé chất. Hay gọi tớ là em bé chất, tớ là em bé chất. Ok. Tôi dạo này xấu rồi mà không có sạch cái đôi mặt nào hết. Vì sợ bị kích ứng, khô da. Bạn sắp tới prom rồi. Sao tôi dám rủ Vĩnh đi prom đây? Hả? Sao giờ còn chưa sạch số đôi mặt nữa bà? Đầu tiên, muốn da đẹp là phải sạch đã. Mà đã sạch thì không thể nào bỏ qua được bút sữa rửa mặt. Gần đây tôi có xài em này ưng lắm. Đây là sữa rửa mặt Compilation Miracle, chính nghĩa làm tính vì có độ pH trung tính và nâng cấp trên nền amino acid nên không phải lo. Thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất mới được. Không được giới thiệu, tôi quyết tâm thử em này mà thấy cũng hợp lắm nha. Sữa rửa mặt Pond Spray Miracle không những dịu nhẹ mà còn chứa niacinamide thế hệ mới của niacinamide, là lựa chọn tốt hơn giúp dưỡng sáng da luôn đó. Wow. Chỉ cần sự thay đổi nhỏ trong quá trình bắt đầu skincare và từ sữa rửa mặt phù hợp dịu nhẹ như Pond là đã có kết quả ấn tượng rồi nè. Chang ơi, dậy đi học em ơi.